Chào mừng các bạn đến với Top Tin TV. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thông tin sau. Các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua, nhiều du học sinh và người lao động Việt Nam ở nước ngoài đã nhiều lần chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh những mặt hàng dân dã quen thuộc ở Việt Nam nhưng lại được bán với mức giá đắt đến khó tin. Thậm chí có những mặt hàng ở Việt Nam cho không ai ăn và mang làm thức ăn cho lợn, gà. Hãy cùng Top Tin TV điểm qua xem đó là những mặt hàng gì nhé. 1. Cao sao vàng. Cao sao vàng là sản phẩm quen thuộc với triệu gia đình Việt. Ở nước ta, một hộp cao sao vàng chỉ có giá khoảng 3.000 đồng, nhưng lại trở thành hàng hot và có giá cao gấp vài chục lần ở thị trường quốc tế. Cụ thể, cao sao vàng được giao bán trên sàn thương mại điện tử Amazon tại Mỹ với giá 11 USD, tương đương hơn 250.000 đồng, một hộp 10 gram. Có chỗ bán buôn với giá khoảng 18 USD, gần 420.000 đồng. Tại Nhật, giá cao sao vàng được giao bán với giá 1.200 yên, gần 270.000 đồng. Tại Hàn Quốc, trên Coupang, sàn thương mại điện tử lớn nhất Hàn Quốc, với mức giá cao nhất lên tới 74.500 won, hơn 1,5 triệu đồng cho lốc 10 hộp 4 gram một hộp, hoặc hơn 29.500 won, gần 620.000 đồng cho lốc 3 hộp 3 gram một hộp. 2. Nón lá. Từ bao đời nay, chiếc nón lá đã trở thành gần gũi, thân thuộc với mỗi người dân Việt Nam. Điều khá ngạc nhiên là hình ảnh chiếc nón lá lại xuất hiện trên website bán hàng toàn cầu Amazon với giá cao đến bất ngờ. Tại Mỹ, nón lá Việt Nam được giao bán rầm rộ trên Amazon với mức giá cao nhất lên tới 46,99 USD, hơn 1 triệu đồng một chiếc. Còn tại Nhật, nón lá có mặt trên Amazon với giá 2.450 yên, gần 550.000 đồng. 3. Mũ cối. Là một vật dụng khá quen thuộc với người dân Việt Nam với giá rất rẻ. Không chỉ nón lá, mũ cối Việt Nam cũng xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử nước ngoài. Mũ cối có giá khoảng 24 USD, hơn 550.000 đồng. Trên Amazon Mỹ, 2.480 yên, hơn 550.000 đồng. Trên Amazon Nhật. 4. Chổi chít. Vật dụng quen thuộc với nhiều gia đình Việt và thường có giá chỉ vài chục nghìn đồng. Được bán với giá 18,99 USD, 440.000 sàn Amazon Mỹ. Trong khi đó, tại Hàn Quốc có giá lên tới 76.200 won, gần 1,6 triệu đồng. 5. Lá chanh. Lá chanh là loại lá rất quen thuộc với người Việt Nam, thường được dùng để rắc lên món gà luộc như một loại gia vị. Lá chanh được bán với giá rẻ như cho ở ngoài chợ. Lá chanh lại là loại lá gia vị có giá khá cao ở nước ngoài. Tại trang bán hàng trực tuyến Amazon.com, lá chanh được giao bán với giá 7 USD trên 25g. Như vậy, 100g lá chanh có giá vào khoảng 28 USD, tương đương với 635.000 đồng. 1kg sẽ có giá choáng vào khoảng 6,35 triệu đồng. Thật là một con số ngoài sức tưởng tượng. 6. Bèo lục bình. Ở Việt Nam chỉ dùng để thả bể cá hay cho lợn ăn. Loại cây này mọc thành từng đám lớn trên ao, hồ hay mặt ruộng. Nhiều gia đình thậm chí còn vớt bỏ đi hoặc làm thức ăn cho lợn. Ấy thế mà sang Nhật Bản, nó bỗng trở thành một món hàng được tách lẻ bán theo cây với giá cao. Cây lục bình được bày bán tại đây có giá 100 yên, tính ra tiền Việt Nam là hơn 21.000 đồng. Đúng là một cái giá chát cho một loại cây mà ở Việt Nam không có nhiều giá trị sử dụng. 7. Quả chuối, thân chuối, lá chuối. Những quả chuối dân dã vẫn thường được bán với giá khoảng 20-30.000 đồng trên nải ở các chợ của Việt Nam. Có giá tới gần 3.280 yên, khoảng 710.000 đồng cho mỗi nải có trọng lượng khoảng 1kg tại Nhật. Câu chuyện tưởng chừng như đùa nhưng lại hoàn toàn sự thật. Một chiếc lá chuối tươi chuyên dùng để gói bánh có mặt ở khắp các vùng quê trên mảnh đất hình chữ S lại trở thành món hàng hiếm và đắt đỏ trên chợ thương mại điện tử. Theo đó, gần đây rất nhiều cửa hàng online trên Amazon Nhật Bản giao bán lá chuối xanh tươi. Mỗi chiếc được đăng bán với giá 2.280 yên, tương đương 500.000 đồng. Khúc thân chuối dài 10cm nhưng có giá bán lên đến 1.400 yên, tương đương 280.000 đồng. Trong khi đó, Việt Nam thường băm nhỏ cho lợn, gà. 8. Hạt mít. Được xem là món ăn vặt từ trước đối với tuổi thơ của thế hệ 8-9X. Hiện nay, hạt mít thường bỏ đi chứ ít người ăn. Tuy nhiên, tại Nhật Bản, hạt mít được bán với giá khoảng 200.000 đồng trên 1kg. Quả là bất ngờ phải không các bạn? 9. Vải thiều. Vốn là loại trái cây giá rẻ ở Việt Nam, vào chính vụ giá vải thiều giảm chỉ còn vài chục nghìn đồng 1kg. Tuy nhiên, ở Pháp có giá 18 euro trên hộp 1kg, tương đương hơn 500.000 đồng trên kg. Tại các nước châu Âu khác, vải thiều Việt Nam có giá bán cao hơn so với các loại trái cây khác, lên tới 25 euro trên kg,
khoảng gần 700.000 đồng trên 1 kg. Tại các siêu thị Nhật Bản đã được bán với giá dao động từ 350.000 đồng đến 500.000 đồng trên 1 kg. 10. Vỏ bao cám con cò. Những chiếc bao bì thức ăn chăn nuôi Việt Nam tưởng như là phế phẩm bỏ đi, lại trở thành một phong cách thời trang cá tính và thú vị ở Nhật Bản. Theo đó, cách đây không lâu, hình ảnh những chiếc túi xách làm từ bao cám con cò đã từng gây sốt tại Nhật Bản. Khi mới ra mắt, những chiếc túi làm từ vải bạt in những hình thù dòng chữ rất quen thuộc với người Việt Nam như heo ham ăn, lớn nhanh, chóng tăng ký, vịt siêu trứng, thức ăn cho cá ba sa, cá cha. Được bán với giá trung bình khoảng 400.000 đồng đến 800.000 đồng. 11. Dao dấp cá. Loại dao này trước không được người nông dân ưa chuộng và xem trọng, thậm chí còn lấy làm thức ăn cho lợn. Vậy nhưng mang sang nước ngoài lại có giá rất cao. Điển hình tại Trung Quốc, dao này được bán với giá 200.000 đồng trên kg. Tại Mỹ, có giá khoảng 1,7 triệu đồng trên chậu, nhưng có khi cung không đủ cầu. 12. Thanh long. Ở một số nước châu Âu, quả thanh long được cho là siêu thực phẩm, có giá bán 600.000 đồng trên 1 kg. Tại Việt Nam, mỗi năm sản lượng thanh long lên tới 1,4 triệu tấn, nhưng giá tại vườn chỉ 3-5.000 đồng trên kg. Giá tại chợ cũng rẻ như cho, nếu được giá hơn cũng chỉ từ 15-20.000 đồng. 13. Lá tía tô. Ở Việt Nam, các bà nội trợ có thể mua lá tía tô với giá 1-2.000 đồng trên mớ. Thì ở Nhật, tía tô được bán từng lá với giá 700.000 đồng trên lá. Một trang trại ở Lương Tài, Bắc Ninh đã thu được một khoản tiền không hề nhỏ khi mỗi ngày xuất sang đất nước mặt trời mọc khoảng 100.000 lá tía tô, 45 kg, thu khoảng 50-70 triệu đồng. Thế mới thấy có những thứ sinh ra không phải là không có giá trị, chỉ là nó chưa được đặt đúng nơi để tỏa sáng thôi, đúng không nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo nhé!